chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến video mới nhất của em ngày hôm nay. Và hôm nay tiếp tục cập nhật cái câu chuyện Di ghẻ bạo hành cháu Vân Nam 8 tuổi. Và câu chuyện này hiện tại vẫn đang được rất nhiều người quan tâm. Và mọi người đã đặt ra một câu hỏi rằng là tại sao hiện nay lại không có bất cứ cái thông tin nào mới về cái vụ Vân Nam 8 tuổi nữa. Và hiện nay cũng đã gần 3 tháng trôi qua. Và đến hôm nay có thể nói rằng là đã không còn bất cứ cái thông tin nào mới nữa. Và cái thời điểm này chính là một cái cơ hội rất là tốt cho gia đình của hai bên, là nhà Thái với là nhà con Trang, để có cơ hội để xáo trộn mọi việc, cũng là để thay đổi tình thế, là để tất cả mọi người sẽ không còn tin vào pháp luật nữa. Và tất cả chúng ta đã bỏ cuộc rồi thì chắc chắn là sẽ có nhiều người vào bình luận ở những cái video, những hình ảnh để làm cho chúng ta bị phân tán và làm cho câu chuyện này nó nhẹ đi. Nhưng mà chắc chắn là tất cả mọi người đừng có nghe theo những cái lời của họ nha, là dễ bị như kiểu là chúng ta sẽ không còn đồng lòng để đòi lại công bằng cho cháu Vân An nữa. Và trước khi cập nhật cái thông tin mới nhất thì em sẽ công bố một cái thông tin như này, là có một quý vị khán giả đã thường xuyên comment dạo nha, và đích thân người này chính là người nhà của thằng Thái và con Trang, và có comment rằng là thôi để luật pháp họ làm việc, đừng lôi cả dòng họ người ta ra nữa nhé, ai làm đấy chịu. Rồi tiếp theo là chị ruột bình tĩnh hơn em mình, còn cha mẹ thì già thì xin ý kiến bên mẹ Vân An là đúng rồi, và trách thằng cha vì đang ở với cha không nên nói nhà cô ông bà nội nhé, ở ngoài Bắc họ lôi cả dòng họ ra vậy trời, còn ở miền Nam thì ai làm đấy chịu. Đọc qua câu chuyện này, một cái câu bình luận này thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái câu chia rẽ ở trong này. Và tí nữa mình sẽ phân tích sâu hơn về cái nội dung này nhá. Và bây giờ sẽ là nguồn thông tin mới nhất mà con dì ghẻ là con Quỳnh Trang đó, nó đã khai ra. Chắc chắn là quý vị và khán giả sẽ không để ý đến cái tình tiết này. Chính là con Trang nó khai rằng lý do vì sao con Trang nó lại phải đánh vào những vùng kín, và đặc biệt là vùng nách này, âm hộ và những vùng bên dưới mông. Tại sao lại phải như vậy? Thì theo cái nguồn thông tin mới nhất của em cập nhật được nhá, là khi mà đánh vào những vùng như là nách, âm hộ, vùng kín hay là những cái vùng đằng sau mông này thì sẽ không bị phát hiện. Nó rất khôn nha quý vị. Có nghĩa là theo cái nguồn thông tin mới nhất này là chỉ cần cháu Vân An mặc quần áo vào thì sẽ không ai phát hiện ra là cháu Vân An bị đánh đập, bị hành hạ. Đó. Và chắc chắn rằng là theo một cái kịch bản từ đầu là cháu Vân An bị sặc sữa, bị té cầu thang, và tất cả những cái diễn biến của vụ án này là giết người và giết người đến cùng và che giấu. Có nghĩa là tại sao lại như vậy? Bởi vì cái vụ án này là họ đã tính toán từ rất lâu rồi, có thể là liên quan đến bảo hiểm nha quý vị, có thể nhá. Bởi vì là cái người đánh và người chủ mưu là thằng Thái và người đánh là con Trang thì đã có thể nói rằng là đã giết người tới cùng, không cứu. Bởi vì nếu mà cứu thì sẽ phải đi tù, bởi vì cháu sẽ khai ra hết. Và cái nguyên nhân ở đây thì mình sẽ có những cái phân tích rất là rõ ràng như thế này, là nếu như mà cái vụ án này không được phơi bày ra là một vụ án điểm và cũng không được công an điều tra về cái tội hành hạ thì cháu Vân An sẽ rất oan uổng mà sẽ chỉ ra đi vì hai cái lý do là sặc sữa, rồi bị dịch Covid, rồi là có thể là bị té cầu thang, và tất cả chúng ta sẽ không ai biết được. Và khi như vậy thì chúng ta phải nói rằng là công an không điều tra thì sẽ không nói gì hết, và chỉ nói cháu bị như vậy và đưa đi hỏa táng ngay thì sẽ che giấu được cái tội phạm. Và đặc biệt là cái gói bảo hiểm đó thằng Thái đã nhận được nha. Đây là cũng theo một cái nội dung này, cũng có một quý vị khán giả đã đặt ra cái câu như này, là theo như mọi người phân tích thì chúng nó muốn bé chết và không muốn mọi người biết nên đánh vào những vùng kín như là âm hộ và nách, và chỉ cần mặc quần áo vào là không ai phát hiện ra, và nếu hôm đó không có bảo vệ lên thì chúng sẽ lấy cớ là bé tử vong do sặc sữa, té cầu thang rồi này kia, mọi người chuyện sẽ chấp lọt khi chúng được cả một khoản tiền lớn bảo hiểm nếu nó mua bảo hiểm cho con, và khi có bảo vệ lên thì nó mới bắt buộc đưa cháu đi cấp cứu thì nó mới tìm cách để xóa dấu vết. Trong vụ án này thì thằng bố cũng là chung tay giết con chứ không phải là che giấu tội phạm. Đây là một số những cái phân tích của rất nhiều người, và nhiều người cũng lên tiếng rằng là đây là một cái hành động của hai người tình con Trang và Thái này thì là một cái hành động là giết người bịt miệng và mưu sát tới cùng.
Và chúng ta phải luôn nhắc vào cái câu chuyện này rằng là tại sao chúng ta lại phải đồng lòng lại và tất cả mọi người đều phải lên tiếng về cái vụ án này. Bởi vì nếu như một ngày nào đó mà tất cả chúng ta không một ai lên tiếng nữa thì có nghĩa là cái vụ này đã chìm xuống và công an họ cũng sẽ dễ dàng nhận được những cái khoản tiền gọi là bịt miệng hơn, quý vị ạ. Bây giờ thì sẽ không ai dám, nhưng nếu như mà không có kênh YouTube nào lên tiếng nữa thì cái vụ này sẽ bị chìm xuống. Và hiện nay có rất nhiều các kênh truyền thông khác nhau đang đả kích lẫn nhau. Mình không biết là có cái sự mua chuộc ở đây hay không, nhưng mà nhiều kênh lên nói rằng là kênh này kênh kia rồi toàn là chuyện không đúng sự thật, rồi chuyện này chuyện kia. Thì mình hỏi mọi người xem là có ai là đúng sự thật không, rồi nói rằng là câu view câu like, rồi là không có bám sát được cái nội dung. Thì mình vẫn nói với tất cả mọi người rồi, tất cả chúng ta hiện tại lên án về cái vụ này đều là muốn đòi lại công bằng cho cháu Văn An vì tương lai của những đứa trẻ. Và đặc biệt là sẽ là một vụ án điểm để tất cả chúng ta sẽ yêu thương và biết trân trọng những đứa trẻ hơn là bây giờ chúng ta cứ tra tấn và hành hạ bạo lực gia đình. Đó nên là chúng ta mới nói rằng là tất cả những người lên tiếng về vụ án này đều không có lợi cho mình, mà đều là chung tay để chúng ta có thể nói rằng là sẽ có cái mức án cao nhất cho cặp đôi Trang Thái kia. Nên là nhiều người hiện nay đã bị như kiểu là mua chuộc vậy đó, suốt ngày đi nói cái này cái kia là không chính xác, kênh này không chuẩn, cái này thế kia. Mục đích ở đây là gì? Là có thể là họ sẽ dùng chính những cái chiêu đó để chúng ta sẽ chùn bước, và những kênh YouTube đó sẽ không lên tiếng nữa. Thì có nghĩa là một khi mà đang có 10 người làm về cái thông tin này nhưng mà chỉ cần 2 người nghỉ thôi thì chắc chắn cái mức độ tiếp cận sẽ giảm đi và cái vụ án này sẽ bớt nóng lại. Nên là tất cả chúng ta sẽ phải đồng lòng lại và đừng chia rẽ nữa. Cái thời điểm bây giờ là một thời điểm tốt nhất để cho gia đình cái tên ác độc kia nó hành động. Bởi vì bây giờ nó sẽ có thể là mọi người không quan tâm nữa thì nó sẽ dùng tiền để mua chuộc. Bởi vì không ai là không dùng tiền khi mà gia đình có điều kiện nha. Ví dụ gia đình có điều kiện mà người thân con cái mình bị, chắc chắn rằng là sẽ phải chạy cái này chạy chỗ kia. Nhưng bây giờ đang là rất là nóng nên là sẽ không chạy được. Còn nếu như quý vị mà bỏ cuộc thì chắc chắn rằng họ sẽ lo được. Đây là một điều cam đoan. Bởi vì là một người không nhận thì sẽ có người khác nhận, và ở đâu lại không nhận thì đầu kia người ta nhận, đúng không? Đây là cái chuyện mà không thể tránh khỏi được, nó rất là bình thường. Và mình vẫn luôn muốn nhắc với tất cả quý vị rằng phải nhớ đến cái tình tiết của vụ án nha, không được quên. Tại sao mà hiện nay nhiều người cứ bảo rằng là cứ cập nhật thông tin mới mà không có, cứ nói đi một cái câu chuyện hoài? Thì chính vì như vậy mọi người mới bức xúc. Mọi người bức xúc thì mọi người mới bình luận nhiều, và bình luận nhiều thì cái câu chuyện này nó mới không bị chìm xuống, đúng không? Và chúng ta phải nhớ rằng là có một người đã lên tiếng nha. Có một người đã lên tiếng rằng tôi xin cộng đồng chú ý một tình tiết là 6 giờ khi Văn An ngất đi thì người phải đưa đi cấp cứu ngay chính là con Trang. Nhưng nó thấy con bé thoi thóp vẫn không hề mảy may mà gọi thằng Thái về để bàn mưu tính kế dựng hiện trường giả. Đến lúc bảo vệ gõ cửa thì mới đưa con bé đi cấp cứu, và Văn An được xác định là nấc lên hơi thở cuối cùng khi lên xe đến Vinmec. Mặc dù Sài Gòn Pia ngay cạnh Vinmec cách tầm 1 cây số thôi, nhưng tận 1 giờ 30 phút sau khi gất lịm là 7 giờ 40, cháu được xác định là đã tử vong. Trong 1 giờ 30 phút đó, cháu được, nếu như bệnh viện cao cấp nhờ Vinmec, cháu hoàn toàn có thể là cấp cứu được và cứu mạng như cứu hỏa. Vậy mà chúng nó sau 1 tiếng mới đưa con đi. Chính vì vậy là mọi người khẳng định rằng Trang chính là kẻ giết người, còn Thái là chủ mưu. Thái là cái mức độ ở đây là bịt miệng con bé bằng cách là cho con bé chết thương tâm. Đây là một vụ sát hại là tính toán để phi tang chứng cứ bịt miệng. Vì nếu con bé sống chúng sẽ phải đi tù nha. Chúng ta phải nghĩ rằng là tất cả cái thông tin về vụ án này này, là nếu như con rể gì ghẻ Quỳnh Trang mà nó không muốn mưu sát tới cùng thì nó chỉ đánh bụng một mức độ đó thôi, là nó thấy con bé đau rồi nó sẽ dừng lại, đúng không? Nhưng nó đánh cái mức độ đánh 4 tiếng đồng hồ thì không ai có thể chịu được. Nên là trong cái vụ án này thì có thể nói rằng là có sự sắp xếp từ trước rồi. Tại sao hiện tại công an họ phải điều tra lâu như vậy? Thì chắc chắn rằng mỗi khi công an họ phải điều tra lâu thì có thể là tình tiết của vụ án này nó còn khác nữa, nó không như chúng ta nghĩ đâu. Và mình tin rằng là có thể là con Trang này, thằng Thái này với gia đình của bên nội đã mưu đồ từ trước rồi. Bởi vì chúng ta biết là sao, chị thằng Thái là phó giám đốc công ty bảo hiểm, thì chắc chắn rằng là bên công ty bảo hiểm đó thì chị thằng Thái sẽ là phải là người nắm rõ nhất. Nên là tại sao chị ruột của thằng Thái không hề yêu thương cháu Văn An? Nếu như yêu thương cháu Văn An thì sẽ không bao giờ để chuyện 1 năm trời bị hành hạ.
đúng không? Bởi vì nếu mà dì yêu thương cháu thì nếu mà bác yêu thương cháu thì bác sẽ đến thăm cháu, và đến thăm cháu thì không thể nào không biết cái vết bầm tím trên người cháu. Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta phải biết, không thể nói là không biết ở đây. Bởi vì nếu như mà thương thì thấy như vậy, còn nếu như không thương, có nghĩa là một năm không biết bao giờ, không hỏi bao giờ, thì làm sao biết được như thế nào. Nhưng tại sao khi cháu qua đời một cái là phải liên hệ với bên bác ruột của cháu Văn An, nghĩa là bên anh ruột, chị ruột của chị Hạnh, là mẹ ruột của cháu Văn An vậy, để đưa đi hỏa táng làm chi, mà trong khi đó sống thì không thương. Rồi tiếp theo nữa, một cái tình tiết vụ án nữa là ông bà nội cũng không hề buồn hay là đau đớn về cái sự ra đi của cháu mình. Bởi vì khi mà người dưng nước lã thôi, họ nghe câu chuyện này và họ đã đem bánh sinh nhật và đem những cái bông hoa tươi đến trước cổng để thắp nhang cho cháu Văn An, thì chính nhà bên nội lại cầm cái thau nước từ trên tầng mà dội xuống để tắt ngọn nến đi. Thì qua cái sự việc này chúng ta lại càng thấy rằng bên nội là một kẻ gọi là máu lạnh và tán tận lương tâm. Thì không thể nào mà chúng ta không nhắc nhà nội được, bởi vì đây là hoàn toàn là có âm mưu. Bởi vì không thể nào mà họ, một người ngoài mà người ta còn thương đến mức độ như vậy, họ đem bánh sinh nhật đến, đem bánh kem đến, và họ đem những cái bông hoa đến, mà họ nỡ lòng nào cầm cái thau nước dội từ trên gác xuống. Thì chúng ta có thể nói là đây là một cái hành động quá là man rợ, là cả họ nội luôn quý vị ạ, chứ không phải đơn giản rằng là chỉ một mình thằng Thái. Nên rằng là em muốn nói với tất cả mọi người rằng là hãy luôn nhắc đến cái vụ án này, nhắc đến cái tình tiết là con Trang là nó đánh đập cỡ nào, hết sức mình thì có thể là gãy được mấy cái xương sườn, chứ không phải đơn giản nha quý vị. Bởi vì là không thể nào mà cháu Văn An lại bị gãy ba cái xương sườn rồi tụ máu não như vậy được quý vị ạ. Chắc chắn là phải là rất là man rợ luôn. Và đặc biệt là thằng Thái cũng là người mà xem cùng cái vụ này, nó biết được rằng là con Trang đã hành hạ con của mình, nhưng mà nó lại không can ngăn. Thì chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái hành động là mưu sát tới cùng. Nhưng hiện nay thì có cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thôi, là con Trang đã khai ra rằng là đánh vào vùng kín để khi mặc đồ nó sẽ không thấy. Bởi vì cháu Nan thì thường thường sẽ mặc váy, mặc quần đi học, không thể nào thấy được. Bởi vì nếu mà đánh vào mặt thì sẽ thấy đúng không quý vị, nhưng mà không đánh vào mặt, mà lại chọn là đánh một cách là đánh vào nách, đánh vào sườn và đánh vào những cái vùng kín thì không ai phát hiện ra. Thì chính vì thế nên là có thể là nó đã toan tính trước rồi, là đánh cho qua đời để lấy bảo hiểm, có thể là như vậy. Nên là chúng ta phải nói rằng là cái vụ án này nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nên là em mong mọi người sẽ cùng nhau và sẽ không thể bỏ cuộc cái vụ án này. Bởi vì nếu như tất cả mọi người sẽ không xem cái vụ án này nữa, không bình luận cái vụ án này nữa, và mọi người rằng nói rằng là tin nhảm nhí đúng không, thì chỉ cần sau một tháng nữa thôi thì chắc chắn sẽ không có thông tin gì nữa, thì mọi người sẽ bỏ cuộc và sẽ không xem nữa, không ai ủng hộ nữa, thì đây nó sẽ thành vụ án bình thường. Bởi vì ngay là bây giờ thôi, nhiều người đã lên bình luận rằng là cái vụ án này tại sao lại chưa xử, chắc là mọi người đút lót tiền này kia rồi. Mình nói với mọi người rồi là vụ án này không thể nào dùng tiền để che được, bởi vì đây là một vụ án điểm, chắc chắn sẽ điều tra tới cùng. Nhưng bây giờ chắc chắn rằng họ đã phát hiện ra một cái tình tiết mới và sẽ phải khởi tố thêm tội danh, hay là sẽ khởi tố thêm nhiều người. Bởi vì hiện nay từ lúc cái vụ án này xảy ra là con Trang vẫn khai rằng là có người thứ ba thì con cháu Văn An, nhưng mà bây giờ chưa bao giờ thấy nhắc đến nữa. Và tiếp theo chính là về cái việc là đồng lõa, là ông nội bà nội, chị ruột có liên quan hay không, thì bây giờ không thấy nhắc đến nữa, thì có thể là các luật sư họ đang soi từng khía cạnh. Và đặc biệt nhất, cái bằng chứng quan trọng nhất bây giờ vẫn là camera. Và bây giờ cũng vẫn chưa có câu trả lời từ cơ quan pháp y về cái việc là cháu Văn An bị qua đời do những cái vết thương nào chính thức. Bởi vì không thể nào kết luận là do cháu bị đánh mà qua đời được. Cái đòn nào mới là đòn mà khiến cháu Văn An qua đời ha? Nên là em mong tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách là like video, comment những cái lời tích cực động viên và ủng hộ em trong mỗi lần mà em ra video mới. Và chắc chắn là quý vị khán giả sẽ không thể nào bỏ cuộc cái vụ án này. Tất cả chúng ta chỉ có đồng lòng để đòi lại công bằng cho cháu Văn An, chứ thực ra không ai có lợi gì ở đây. Và em cũng chỉ muốn là cập nhật cái thông tin mới để cho tất cả quý vị khán giả sẽ hâm nóng cái sự việc này, để tất cả mọi người sẽ không quên rằng là cháu Văn An đã đau đớn như thế nào suốt một năm qua, mà em đã ra đi mà chỉ biết im lặng và không thể nói cùng ai. Bởi vì người mà em có thể nói nhất chính là người cha của mình, thì lại đồng lòng và nhìn con bị đánh đến mức độ như vậy. Nên là cháu Văn có thể nói rằng là một sự đau đớn mà không ai có thể là cảm tưởng được. Nên là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cùng đồng lòng để đòi lại công bằng cho cháu Văn An. Và cái video này thì em sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem đến cuối video. Và chào tất cả mọi người. Và chào em Linh nha. Chào các bạn.
chào em Linh.